nhấp bông. Sao chị xinh vậy à? Chị xinh tôi trong bụng mẹ rồi em. Em có thắc mắc gì không? Thắc mắc chi tiết thì hỏi mẹ chị thôi. Chú hát xong bài đấy đấy. Thì hỏi mẹ chị thêm bé. Anh Tiêu này thấy em khác không? Chị hát bài thường thích là bài gì? Nó không có ở đây thì biểu chị hát chị răng. Anh Tiêu này thấy em khác không? Lớn Ngọc không biết, không biết hát bài đó. Sẽ biết hát bài đó đâu. Khác mà do bên đây bên bên kia làm khác. Em hỏi là em có khác không? Áp bên đây với bên kia cũng giống nhau mà. Ý là anh nói filter đó hả? Ý là anh đang định nói là cái filter nó khác rồi. Ý anh là như thế sao? Hát bài à? Hát bài sao cũng được nha. Sao cũng được được không? Cái gì nó ồn quá vậy? Bên này là người thật hơn, không có người máy với bên kia đâu, bên kia toàn là người máy thôi.
Bên kia người Mỹ đều là 100 người Mỹ thôi mà. Nắng lặng đường đi theo cơn gió tầm thường bao đêm. Hay hay nhận TikTok, phải không dám nhận đâu anh. Từ chối nhận. Những thề nguyện trong năm cứ hoa buồn phiền. Muốn bỏ đi cho lòng bình yên. Thơ yêu lấy một người bình thường để đem về thì thầm nhớ thương. Mạng cuồng đời này sao chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không. Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mộng. Ngày nhắm mắt cho đêm thì tiền đêm mưa về đổ nắng mai hiên. Hỏi lòng người liệu có bạn đang làm gì có sổ số đó. Đang không có sổ số đâu đâu ơi. Bên này chỉ có mở rương thôi đúng không? Mà em làm cũng không biết nữa. Em làm cũng không biết bên này là có cái gì nữa. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không. Đời nào còn bình yên mong. Ngày nhắm mắt cho đêm tì tuyền, đêm mưa về đổ nắng mai hiên. Hỏi lòng người liệu có bình yên. Cảm ơn anh, thank you anh ơi. Cảm ơn anh. Nhấp tay giữ. Nhấp giữ có mỗi tay ông anh ơi. Bên này không có combo. Ồ, 99 luôn kìa. Cảm ơn anh. Em ở đâu vậy? Em ở trong tim anh đó. Ở trong tim anh đó. Ánh sao và bầu trời hả? Em thấy có mấy idol lên đấy hay quá trời mà. Cảm ơn anh hay. Hôm nay giàu ta. Hôm nay giàu dữ trời. Chê yeah. Trời ơi, dễ lắm trời. Tao nói giỡn thôi, tao có giá lắm. Anh đang tưởng lần đầu gặp em đúng không? Thằng đầu vào trong này đúng không anh? Chưa bao giờ tôi thấy anh cười như hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy mắt anh long lanh thế này. Anh say mê nói về cô ta, về cuộc hẹn hò ngày hôm qua. Người mà luôn ngạc nhiên ơi những món quà, ngỡ như rằng sẽ vui khi anh nói có người mới. Thế nhưng trong lòng trời vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi. Chỉ là một câu buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời. Anh có thêm một anh sao? Tôi mất bầu trời. Muốn nói tôi vẫn còn yêu anh. Muốn giữ lại đôi bờ vai anh. Muốn nói anh ơi đừng đi. Đừng đi về nơi có cô ta đang đứng chờ. Cảm ơn anh Phong. Cùng nhau về lại con phố xưa. Nụ hôn đầu tiên mình trao rơi mưa. Anh đã quên chưa? Đúng rồi Hana. Hà
người đi qua chăm xin follow nha mọi người. Em mới like cho nên là lượt follow ít quá trời luôn. Xem nha.